Đây là cái clip đầu tiên mình quay với chiếc xe mới của mình. Đây là chiếc ô tô phân khối lớn đầu tiên của Lê Gia Mận. Xe là mình đã xách lên Cộng Hòa rồi. Trời ơi,
đó nó cũng sầm vậy đó. Bản thân cái xe nó đã ồn mà, chứ không phải là do rap bô cho nó mới ồn đâu. Chỉ là tại vì ồn đó chưa đủ gu mấy ông, nên mấy ông hay móc bô, chứ bô độ đó nó ồn dữ nữa. Xe này cái bô độ nó trời ơi nó kêu bình thiên luôn á. Mình đi làm về là 9 giờ mấy, 10 giờ tắt ra mình dọn xe mà mình mới đề lên, mình nói trời chết mẹ má nó ồn vậy. Đi ra ngoài đường mà mấy cái thằng mà nó ăn uống tứ đêm hoặc là mấy cái thằng mà nó hả giang hồ mất đường chết ồn ứng sùm vậy đó. Mà gặp bộ độ thì nó thì dư má dư xăng nó bắt tay sùm vậy đó, mình thòng ra nó bắt tay nghe cũng thú vị lắm, nghe hay. Nhưng mà đằng sau cái hay đó hậu quả khó lường. Xe này nó vượt xe lớn dễ dàng ghê đó. Mình chạy AB mình kéo á là chết luôn. Còn xe này chỉ cần nhẹ cái thôi, giọt nó giọt. Còn nhiều hầu này nó hỗn lắm á, chứ không phải là phải đâu. Tại sao ạ? Tại vì có mấy anh đứng bên kia.